Việt Thảo xin chào các bạn. Trong phần âm nhạc hôm nay, Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu một sáng tác mới nữa của nhạc sĩ Phương Nhã Ca. Đó là ca khúc Đá Đã Xanh Rêu. Ca khúc này được soạn hòa âm bởi nhạc sĩ Lê Hoàng Long và được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Trường Hải. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Đã xanh rêu người ở nơi đâu, không gian tịch vắng vang tiếng kinh cầu, mây trên đỉnh núi là đà trước mắt, hoàng hôn buông dần cảnh vật cô liêu. Đã xanh rêu người cũng mong lung, đêm vang vang tiếng của lũ côn trùng, sương thăm kè đã hiu hiu tiếng gió, mùi đất hoa hương cùng nhánh lạn dần. Núi Tà Cú ơi nằm bên quốc lộ, dõi nhìn thế nhân chốn cũ năm xưa nay dần thay đổi, người có đổi thay. Mây núi một đôi cáp treo đưa lối, chia tay không gian cánh rừng nguyên sinh, hồng hoang lưu dấu cây bao nhiêu tuổi ôm đã xanh rêu. Đã xanh rêu người vẫn biệt tâm, cây rừng theo gió vui với trăng rằm, mưa đêm ào xuống cảnh buồn im ắng, khúc nhạc đồng quê ngây ngất lòng người. Đã xanh rêu người cũng mong lung, đêm vang vang tiếng của lũ côn trùng, sương thăm kè đã hiu hiu tiếng gió, mùi đất hoa hương cùng nhánh lạn dần. Núi Tà Cú ơi nằm bên quốc lộ, dõi nhìn thế nhân chốn cũ năm xưa nay dần thay đổi, người có đổi thay. Mây núi một đôi cáp treo đưa lối, chia tay không gian cánh rừng nguyên sinh, hồng hoang lưu dấu cây bao nhiêu tuổi ôm đã xanh rêu. Đã xanh rêu người vẫn biệt tâm, cây rừng theo gió vui với trăng rằm, mưa đêm ào xuống cảnh buồn im ắng, khúc nhạc đồng quê ngây ngất lòng người. Khúc nhạc đồng quê ngây ngất.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đá Đã Xanh Rêu của Phương Nhã Ca, được soạn qua âm bởi Lê Hoàng Long và trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Lưu Trường Hải. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình âm nhạc kế tiếp. Thank you and I love you.